để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sáng để con được ăn bao điều. Mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều, những tháng ngày ngập lụt vì con. Thật là con luôn thấu hiểu, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều, mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều, những tháng ngày lắm lỗi vì con. Con là con luôn thấu hiểu, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Con là con luôn thấu hiểu. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Hôm nay kính kính chúc ca sĩ. Thật sự là Quốc Minh rất là vui được các bạn ở kiều bào nước ngoài yêu mến, và đặc biệt là không chỉ ca khúc Mẹ ơi mà là ca khúc Hà Giang ơi được Quốc Minh phát hành trên 190 quốc gia, và để món quà để cho kiều bào hướng về Việt Nam và hướng về mảnh đất Hà Giang của chúng ta, mà nơi địa đầu tổ quốc, nơi đánh dấu km số 0. Và đây là một điều tuyệt vời. Và hôm nay tuyệt vời hơn thì Quốc Minh cho đôi lời xin phép hỏi bạn là bạn đi một mình hay đi dài? Dạ, em đi một mình. Em hôm nay em được hả? Ủa, bạn gái đâu? Thực ra thì về bài hát này thì em có muốn chia sẻ một tí với anh, với lại tất cả mọi người. Thì em sang Nhật vào năm 2020, và thời gian đấy là thời gian lockdown, tức là sang một phát thì sẽ không thể nào quay về được, một thời gian rất là dài. Và trong thời gian đó em rất là nhớ gia đình, và trong thời gian đó thì khi nghe bài hát của anh em đã khóc rất là nhiều. Em rất là nhớ gia đình rất là nhiều, và thực sự em rất là cảm ơn anh về bạn đã sáng tác và thể hiện bài hát rất là tuyệt vời, và cảm ơn rất là mọi người để buổi tối ngày hôm nay. Một phần quà cho bạn là bạn thích uống gì là bạn mình tặng bạn một ly. ở đây có những bạn trẻ, ở đây có những bạn trẻ, bạn gái rất là xinh đẹp. Đây là thanh niên chưa có người yêu, cũng xin giới thiệu luôn em bất bền từ Nhật về mới nhận. Rồi, thưa quý vị, vừa rồi khi nghe giọng hát của anh trai này thì thực sự anh hát rất hay, và bên cạnh đó thì anh cũng có những cái chia sẻ về những cái kỷ niệm khi mà anh xa gia đình, và để bày tỏ lòng cảm ơn tới anh và cả quán cà phê Núi Cấm xin được người tặng anh một tấm voucher, đó là một ly cà phê.